thú vị cho các bạn. Sau nhiều ngày không có mưa thì đến chiều qua 31 tháng 3, nhiều nơi ở thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện mưa dông. Cơn mưa kéo dài gần 1 tiếng và xuất hiện cả mưa đá. Theo ghi nhận, một số khu vực tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương xuất hiện mưa đá với viên đá có kích thước khoảng 0,5-1cm. Trận mưa đã làm hư hỏng một số hoa màu, vườn hoa của người dân, một chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, mưa đá ở Đà Lạt xảy ra do mây đối lưu phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng trước đó. Điều này khiến không khí có sự bất ổn định lớn và chuyển động đưa khối mây nóng ẩm lên cao, vượt qua tầng đối lưu. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, đến mức không độ C, hơi nước ngưng kết, đóng băng tạo thành hạt đá rơi xuống. Đây không phải là hiện tượng thời tiết bất thường. Các năm trước vào những cơn mưa đầu mùa, Đà Lạt và khu vực lân cận cũng xuất hiện mưa đá.